Ngay bây giờ, xin mời các thợ bánh hãy mang những bất ngờ đến với ban giám khảo. Xin mời thợ bánh Minh Thư. Trời, gì vậy trời? Thích chậm chậm lại chứ. Đầu tiên là cái hình dáng của cái xếp bánh của Thư á, rất là ấn tượng. Cái sự phối màu, màu xanh, màu trắng và màu nhũ vàng á, nó đồng điệu với nhau á. Nhìn nó sang và nó có cái sự đẹp ở trong đó. Ở đây em đang dùng cốt này là cốt bông lan. Em thay thế một xíu về cái cốt bông lan thì nó sẽ ra cái cốt này thì nó tạo hình nó dễ. Tại vì trước giờ thì theo truyền thống thì donut nó sẽ làm cái cốt mà thiên về cái cốt bánh mì nhiều hơn. Nguyên do tại sao mình chọn cốt bông lan để mình làm donut? Tại vì em sử dụng một cái cốt này để em nướng lên để em hạn chế dầu mỡ. Và nó có thể dễ tạo hình ra một cái donut nó đều mà mình có thể trang trí nó đẹp hơn. Cảm ơn em, giám khảo Kiều Anh. Thật ra cái này là gọi là cốt của bánh bông lan, làm theo khuôn của donut. Và cái đề gọi là làm những chiếc bánh donut, làm những chiếc bánh donut. Nên là chúng tôi sẽ trao đổi với nhau và sẽ đưa ra cái quyết định sau. Và cảm ơn thợ bánh Minh Thư. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thợ bánh Vũ Thịnh. Thu Uyên ơi, chắc chắn là chị sẽ nhìn em đầu tiên rồi, gật đầu lia lịa luôn. Thì không biết là cảm quan đầu tiên của em như thế nào? Khi mà em nhìn thấy ý tưởng của anh Thịnh thì em đồng quan điểm với anh. Tại vì một phần tuổi thơ của em cũng rất là thích Doraemon. Nhưng mà phần quan trọng hết vẫn là phần vị của món bánh. Thì thật sự là em nghĩ là đây là một trong những món bánh là donut em từng ăn là có thể đánh giá gọi là ngon. Có thể đánh giá gọi là ngon. Công tâm nha. Dạ, công tâm. Công tâm nha. Chứ là không có cái vụ gì ở đây hết nha. Không, không hề. Vậy thì giám khảo Kiều Anh, chị cảm thấy như thế nào ạ? Cười ơi, cười ơi. Trước hết là Kiều Anh cảm ơn Vũ Thịnh đã mang đến một cái ước mơ rất là dễ thương. Và ước mơ mà có cái túi thần kỳ của Doraemon hầu như là tất cả mọi người dường như cũng đều thích giống như vậy hết. Và khi mà thưởng thức chiếc bánh của bạn thì mình cảm thấy rất là ngon. Cái vị vừa riêng về cái bánh lớn của bạn. Bạn chiên không? Bạn nhờ Kim Liên chiên đúng không? Nó là hơi chua mà có chảo. Với lại em lúc đó cũng phụ qua phụ lại. Phụ qua phụ lại, anh em vui vẻ. Vậy là mình có chia điểm với nhau không? Dạ, nếu được vậy thì em rất vui ạ. Em rất vui ạ, em rất vui ạ. Cho Vân Anh hỏi là em dùng custard. Dạ, em dùng nhân custard. Sau đó em sẽ thêm trứng muối và em đánh nhuyễn nó lại một lần nữa và em rây mịn lại. Trước giờ thì có rất là nhiều người khi mà họ hỏi chị là cái donut này có thể làm nhiều cái loại nhân khác nhau hay không. Dạ. Thường thường là chúng ta làm nghiêng về trang trí nhiều hơn, chỉ nhúng sô-cô-la thôi. Dạ. Nhưng mà em đã phối hợp nhân ở trong cái donut. Cái nhân trứng muối nó mặn mặn, nó có cái độ bùi của cái vị trứng á. Chị rất ấn tượng với lại cái nhân custard trứng muối của em.
nó rất là ngon. Khi mà các giám khảo nhận xét về cái tạ xuống muối thì mình thấy là vui vì ai cũng thích cái vị đó hết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm của thợ bánh Kim Liên. Để sống đó. Nói chưa tới nè. Liên khi mà cắt ra là Liên đã biết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nên thấy ban giám khảo đâu có dám mà sưởng sưởng cái khúc này. Bình thường là một cái bánh căn bản nó sẽ tầm 50g. Nhưng mà nãy em rối quá, em quên cân. Xong tới lúc mà chiên xong bắt đầu thấy sáo ngoài vàng mà ở trong nó mềm, nó cảm giác nó chưa chín. Cảm giác nó chưa chín. Trời ơi, cứu tôi. Thật ra cái việc mà cân hay không cân nó không ảnh hưởng tới việc bánh sống hay không sống. Dạ. Giống như bạn làm bánh to hơn thì thời gian bạn chiên sẽ lâu hơn. Dạ. Nhưng ở đây cái lỗi của bạn là bánh của bạn chưa nở hết. Dạ. Bạn đem bạn đi chiên nên là chỉ sốc nhiệt và nó chín cái phần bên ngoài, bên trong nó vẫn chưa đủ độ chín. Dạ. Giống như lần đầu tiên thì bạn sẽ cho nở gấp đôi và lần thứ hai ít nhất là 80%. Giống như có lẽ là khi bạn cấp đông, bạn đem vô đây nó chưa có xả đông kịp, để nở 80% thì bạn đã đem đi chiên thì bên trong nó vẫn còn lạnh. Dạ. Và khi bạn có tạo hình thì nó vẫn còn độ lạnh đó. Dạ. Mà rút kinh nghiệm lần sau là mình sẽ canh cái độ nở của bột. Dạ. Xin cảm ơn sự chia sẻ mà ban giám khảo dành cho Kim Liên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hỏi ý và chấm điểm của ban giám khảo. Anfood Professional cung cấp sản phẩm chuyên dùng cho làm bánh.